vi phôn khát khao được học hỏi là học hỏi và vi phôn đòn. Cô tôi cảm giác cái điều đấy rất là rõ. Vâng, xin mời điểm cầu ứng hòa. Điểm cầu ứng hòa có nghe rõ không ạ? Xin mời một đồng chí ở điểm cầu ứng hòa, các đồng chí có thể phát biểu ý kiến. Chúng tôi thấy ở hội trường của phòng giáo dục rất là đông. Xin mời cô giáo. Vâng, phòng ứng hòa bật tiếng nói lên ạ. Cho mình những kỷ niệm, tại vì người ta đang nhìn về cái màn hình đấy nhé.
và hôm nay ở các thành phố này á, bản thân tôi cũng thấy rằng các cô giáo của chúng ta rất là giỏi. Tôi cũng nghe nói là các cô giáo trải qua các cái khó khăn, đặc biệt là với các trường mầm non, các cô giáo hiện nay mà còn bám trụ với nghề, còn đang yêu nghề, đã là một cô giáo rất là vĩ đại. Nhưng hôm nay ở đây chúng tôi đã được thấy các cô giáo ngoài sự yêu nghề ra, các cô rất là tâm huyết và phải yêu nghề, phải yêu trẻ con như thế nào, thì hàng ngày thực hiện công việc chăm sóc các con, đảm bảo an toàn cho các con, các cô giáo vẫn ngày đêm miệt mài để có những cái bài giảng, có những kinh nghiệm để có thể hôm nay chia sẻ với các đồng nghiệp lan tỏa trong toàn thành phố. Bản thân tôi là một người quản lý cũng như là một cô giáo rất là trân trọng cảm ơn các cô giáo và đặc biệt là hội đồng xét duyệt, bởi ngoài cái cũng như là thầy đã vừa nói nó giống như là một buổi sinh hoạt chuyên môn. Khi nghe các cô giáo nói ở cái khía cạnh của các cô giáo không chỉ về nội dung đó, sáng tạo đó, nhưng chúng tôi cũng học hỏi rất là nhiều khi được nghe hội đồng tư vấn, hội đồng giám khảo chất vấn lại và có thể tư vấn thêm cho các cô giáo được thực hiện tốt hơn. Và thay mặt cho các cô giáo ở quận Hoàng Mai xin được trân trọng cảm ơn và chúc cho cái thành tựu của chúng ta, hội điểm của chúng ta thành công tốt đẹp ạ. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn cô giáo hiệu trưởng của trường mầm non 10 tháng 10 của quận Hoàng Mai. Và sau đây thì chúng ta còn 6 cô giáo nữa với rất nhiều những các cái ý tưởng giải pháp đổi mới sáng tạo. Và chúng tôi muốn là các điểm cầu, các đồng chí sẽ tiếp tục chú ý lắng nghe và đặc biệt là các đồng chí có những cái ý kiến gì mà cần trao đổi hoặc là cần hỏi thì các đồng chí có thể nhắn tin vào cho số điện thoại của tôi hoặc là của đồng chí Nam, thì chúng tôi sẽ kết nối sau 3 lô, chúng tôi sẽ giao lưu với cả các điểm cầu để các giáo viên tại điểm cầu của sở giáo dục và ở các phòng giáo dục chúng ta có thể giao lưu chia sẻ sâu hơn và chúng ta có thể học hỏi được nhiều hơn từ các bạn bè đồng nghiệp. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe của các đồng chí ở điểm cầu Hoàng Mai cũng như là 29 điểm cầu còn lại. Tiếp theo chương trình xin mời cô giáo đào hồng nhung giáo viên trường mầm non đánh sao quận cầu giấy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa hội đồng xét